Vào ngày mai, vòng 20 giải bóng đá V-League Nightwolf mùa giải 2023-2024 sẽ diễn ra. Với thất bại ở vòng đấu trước, thì câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định hướng đến 3 điểm ở vòng này trên sân của câu lạc bộ Hải Phòng. Đây là một mục tiêu trong tầm tay của thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Thất bại ở vòng 19 trên sân của Thể Công Viettel khiến bước tiến của đội bóng Thép Xanh Nam Định bị chậm lại. Đồng thời, để cho đội đứng sau BKM Bình Dương rút ngắn cách biệt xuống còn 6 điểm. Chính vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đặt mục tiêu tìm lại niềm vui thắng trận khi được trở lại sân nhà Thiên Trường. Ở lượt đi, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng 3-1 trên sân Lạch Tray của câu lạc bộ Hải Phòng. Trong khi đó, đội đứng thứ hai là BKM Bình Dương sẽ tới làm khách trên sân của Quảng Nam. Thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đang có được phong độ và tinh thần lên cao sau chiến thắng 4-1 trước đương kim vô địch Công an Hà Nội ở vòng đấu trước. Nếu giành được 3 điểm, cơ hội trong cuộc đua vô địch vẫn còn ở phía trước với BKM Bình Dương. Một trận đấu cũng nhận được nhiều sự quan tâm ở vòng 20 là màn so tài trên sân hàng đẫy giữa câu lạc bộ Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa. Đây là hai đội bóng đang lần lượt đứng ở vị trí thứ 6 và thứ 5 trên bảng xếp hạng. Nếu giành chiến thắng trên sân nhà, câu lạc bộ Hà Nội sẽ vượt qua Đông Á Thanh Hóa trên bảng xếp hạng. Trên bảng xếp hạng, Thép Xanh Nam Định dẫn đầu với 39 điểm, hơn BKM Bình Dương 6 điểm. Maryland Quy Nhơn Bình Định và Công an Hà Nội có cùng 31 điểm, đứng thứ 3 và thứ 4. Ở nhóm cuối bảng, Khánh Hòa đứng cuối với vỏn vẹn 10 điểm, áp chót là câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An với 19 điểm. Vòng 20 giải bóng đá V-League diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 5. Và ngày mai sẽ diễn ra 4 cặp đấu. Vào ngày thứ 4, màn so tài giữa Thép Xanh Nam Định và câu lạc bộ Hải Phòng sẽ phát sóng trên kênh VTV5. Và lúc này thì giải Điền Kinh tiếp sức vô địch châu Á năm 2024 đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Và tối ngày hôm nay ở nội dung tiếp sức 4x400m nam nữ thì các vận động viên của chúng ta đã xuất sắc giành được tấm huy chương đồng và phá vỡ kỷ lục quốc gia. Và ngày mai thì đội tuyển tiếp sức 4x400m của nữ cũng sẽ tiếp tục tham dự và chúng ta có hy vọng để giành vé đi tham dự Olympic Paris 2024. Một thông tin đáng chú ý khác, vào ngày hôm nay, giải bắn súng các đội mạnh quốc gia năm 2024 đã thi đấu 4 nội dung. Trong đó, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền cũng đã giành quyền tham dự Olympic Paris năm 2024, cũng đã tham gia tranh tài. Lê Thị Mộng Tuyền cùng Nguyễn Tâm Quang tranh tài ở nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội. Đáng tiếc rằng nỗ lực của cô gái sinh năm 2003 chỉ có thể giúp cho thành phố Hồ Chí Minh giành được tấm huy chương bạc. Chức vô địch nội dung này thuộc về đơn vị Hà Nội. Như vậy, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền đã kết thúc cuộc hành trình tại giải đấu năm nay với 2 tấm huy chương bạc. Một gương mặt nổi bật khác cũng thi đấu trong ngày hôm nay là nhà vô địch ASEAN Phạm Quang Huy. Tuy nhiên, anh cũng chỉ kết thúc nội dung 50m súng ngắn với vị trí thứ 2. Vào thời điểm này, thì đội tuyển bắn cung Việt Nam đang có mặt ở Hàn Quốc để tham gia tranh tài ở World Cup chặng 2 tích điểm đi Olympic. Và năm nay, thì đội tuyển bắn cung Việt Nam cũng có nhiều khác biệt dưới thời của huấn luyện viên Park Chae-sun. Đây là phong cách mới của đội tuyển bắn cung Việt Nam trước mỗi đợt bắn. Và trong những cú bắn của các học trò là những tiếng hô vang của chuyên gia Park Chae-sun, khác hẳn với sự tĩnh lặng trước kia. Điều này giúp cho các cung thủ quen dần tâm lý và giữ được sự tập trung cao độ khi ra hiện trường. Cái khả năng để mà cổ vũ tinh thần của thầy làm mình cảm thấy kiểu nó rất là yên tâm ấy. Tại vì đôi lúc có những lúc là sẽ bị sơ sẩy, không thể nào mà chắc chắn 100% tên vào được. Nhưng mà thỉnh thoảng mà em có ra ngoài ấy, thì thầy cũng không kiểu tỏ ra là khó chịu hay là gì đấy. Mà thay vì đấy thì thầy sẽ động viên tinh thần là thôi cố gắng, một tên không tốt không sao cả, làm tốt những tên tiếp theo thì kết quả nó cũng sẽ là tốt thôi. Để dồn sức cho mục tiêu Olympic, đội tuyển bắn cung Việt Nam dưới thời của chuyên gia Park Chae-sun đang duy trì tập luyện 3K một ngày và thường xuyên kết thúc lúc 8:30 tối. Cường độ này được duy trì suốt hơn một năm qua. Tập từ sáng trưa chiều tối đấy thì bây giờ là quen rồi ạ. Nên là em cũng không thấy nó quá là nặng. Bởi vì từ lúc mà thầy sang đây thì đến bây giờ là cũng được hơn một năm rồi. Nên là em đã khá là quen với khối lượng của thầy. Thành quả đầu tiên chính là vị trí thứ 7 đồng đội ở World Cup chặng 1, một thành tích chưa từng có trong quá khứ của bắn cung Việt Nam. Và tất cả đang kỳ vọng sự nỗ lực này sẽ được tưởng thưởng bằng tấm vé dự Olympic vào tháng 6 tới tại giải đấu cuối ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Cúp Bình Điền 2024 vừa khép lại vào tối ngày hôm qua tại nhà thi đấu của tỉnh Đắk Lắk, cũng là một cơ hội để ban lãnh đạo của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh giá về phong độ của các vận động viên trước khi lên đường tham dự giải AVC Challenge Cup 2024 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5 tới đây tại Philippines. Giải bóng chuyền nữ VTV9 Bình Điền 2024 đã khép lại với sự quan tâm, đón nhận của đông đảo người hâm mộ cả nước và khán giả truyền hình. Các thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có những màn trình diễn ấn tượng để khẳng định bản thân trước thềm AVC Challenge Cup 2024. Tuy nhiên, lại dấy lên nỗi lo về chấn thương và thể lực của các tuyển thủ khi không đủ thời gian cho toàn đội hồi phục sau giải đấu dài. Gần như một nửa đội hình em đang không ở một cái thể trạng tốt nhất. Vì vậy với một cái thời gian ngắn như vậy thì cũng là một cái bài toán rất khó đối với ban luyện phải tính toán. Cũng may là cái lịch đấu của cái giải AVC Challenge Cup, chúng ta gặp hai đối thủ ngay ngày 22 và ngày 23 là những đối thủ mà mình đánh giá là cũng nhẹ ký. Việc chỉ phải gặp Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore ở hai lượt trận đầu tiên cũng sẽ giúp cho các cầu thủ trụ cột có thêm thời gian để hồi phục. Giải đấu năm nay có sự góp mặt của Bích Tuyền, cùng với đó là sự thể hiện khá ấn tượng của các nhân tố mới như Phạm Thị Hiền hay Trà My sẽ phần nào chia lửa cho các mũi tấn công khác khi chủ công Thanh Thúy đang gặp vấn đề về chấn thương. Phải đi di chuyển với một cái quãng đường khá là xa như thế thì em nghĩ là bọn em sẽ cố gắng để mà tập trung thời gian nhiều hơn để có thể nghỉ ngơi, để có thể hồi phục lại thể lực. Sau AVC Challenge Cup 2024, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có nhiều thời gian để hồi phục và tập luyện cùng nhau để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn tại một giải đấu lớn hơn nữa là giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2024 sẽ được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình vào tháng 8 tới đây. Ninh Bình, vùng đất của những di sản văn hóa và thiên nhiên. Nơi chứa những vật máu của trời, thăng âm của non nước. Nơi giao hòa giữa thiên nhiên và con người với niềm đam mê thể thao mãnh liệt. Sau 2 thập kỷ tổ chức, VTV Cup sẽ trở lại trong tháng 8 này. VTV Cup Ninh Bình 2024. Tự hào, tỏa sáng.